dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn,
có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Đêm đã về chưa mà nắng tắt ngang lưng trời, lá vẫn còn xanh cỡ sao lá sầu dội rơi. Về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương, lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên. Ôi trời, bỏ mẹ chém lại cha. Cười của con, nỗi buồn nào của cha. Bạc màu tóc xa, để con chui bước trong đời. Nhớ quá mẹ quay mặt trời. Từng tháng năm em chờ biết đâu để tìm giữa chờ đời. Còn mãi không cha thân thơ, mẹ nhớ cha thân thơ, tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm
đêm nhớ cha xót lòng già đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết êm đềm. Trong giấc mơ mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng già đau. Dù rằng núi cao có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật Tát Đại Chúng, đệ tử lập bàn đàn chay hương đăng hoa quả cúng dường làm lễ cho tất cả vợ em con cháu thọ tang cho hương linh nhất vị thần hồn ông Lê Văn Huân, giảng ư tân sủ liên tứ hoạt thập lục nhật hưởng thọ lục thập lục tế trung nguyên. Nam mô đại thánh đại nguyện Địa Tạng Từ Tôn, tiếp dẫn vong hồn ông Lê Văn Huân lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thực. Nam mô A Di Đà Phật. Tổng lai lâm tăng chủ thành tâm cần thượng hương bái tình, hương hoa thịnh hương hoa triệu thịnh lễ thượng hương. Thượng hương là ba hộ niệm xin mời tất cả xá ba xá rồi đại diện gom hương lại cắm vào lưng. Cắm từ cây nhị bái ngôi ngục chính từng trời coi Phật hương mây. Nay cha đã ăn phần ngẩn ngơ mùi đất, sống gợi trần gian thác về âm cành vong hồn văn triệu lai triệu thịnh hương hoa thịnh hương hoa triệu thịnh. Vong hồn ơi ở nơi đâu, Tây phương tiếp triệu dẫn thấu hồn về, báo ân tiếng lễ thọ tang cho cha hiền.
A Di Đà Phật. Tán chủ kiên thiên lễ tứ bái. Dương chi tịnh thủy biến sai tam thiên, tánh không bác đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu kinh, hoa diệm hoa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ăn nắng tam bà pha nhật thiệp ra hồng, ăn nắng tam bà pha nhật thiệp ra hồng. Chi nhân kỳ phục tụ dị thọ tăng chi lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời tất cả tăng chủ nghe tên sau đây bước lên nhận tang. Tám luận. Đạt, ai tên Đạt? Minh. Ờ, bây giờ lỡ rồi để sáng đi ha. Lỡ rồi, sáng đi. Hồi nãy không cho hay không đem về rồi. Không, còn ở đây mà nhưng mà để sáng đi. Ờ. Mắc hàng trên dừa trước đi ha. Nhị bái tổ dâm nhất tuần chịu tình hương linh bất mùi nguyện văn chi trưởng thừa tam bảo lực gia trì thứ nhật kim thời lai phó hồi hương linh văn triệu văn triệu quyền lai lâm chuyên thân thịnh cung dòng lai lâm tan quyến thành tâm cần đương bái thịnh hương hoa thịnh hương hoa triệu thịnh tựu dâm nhị tuần. Xin mời nam mô nhất tâm phụng thịnh hoằng đương tịnh độ lạc văn giáo chủ đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật chứng minh tiếp triệu phục vị hương linh sàng thính pháp văn kinh thỏa tài hưởng thực siêu sanh tịnh độ hộ trì toàn gia tăng quyến phước thọ bình an hương hoa thịnh hương hoa triệu thịnh tổ châm tam tuần. Mời cao viên bưng ly rượu lên kia đi, giữa bưng ly rượu lên quỳ xuống dâng lên ngang trang và giai hương hồn cha về dùng. Con mời cha về đây chứng giám, cha ơi lòng con thào đáp nghĩa thâm ân, ơn nghĩa này dưỡng dục cù lao. Nay cha đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ Thượng Tửu. Thượng Tửu là ba hồn điểm. Xin mời tăng quyến để ly rượu lên bàn và trở về chỗ cũ. Lễ Nhị Bái
chân hồn bất mùi tỉnh phách lai lâm văn kim sơ thịnh lai đạo linh sàng nam mô nhất tâm triệu thịnh tuy trúc lục dương nam hải ngàn thủ thiên nhãn vô ngài đại bi linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma tát chứng minh chân linh bất mũi gia tánh thường tình văn ngọc kề di du thinh kim kinh nhi giải thoát văn kim triệu tỉnh nguyện có lai lâm hương hoa triệu thịnh nam mô nhất tâm phụng thịnh chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề địa ngục vĩ không thể bất thành phật nay từ bổn tôn cứu bà minh đồ chứng minh tiếp triệu phụng dì dông kiên thiền lễ nhị bái sơ tay cung thịnh hương linh dị đăng an tòa tỏa thử kiền bị hương hoa trà quả tứ phẩm chi nghi liệt vị linh sàng phổ thân tiếng phàn giữa và đồng thời bưng chén cơm lên, bưng chén cơm lên xới xới lên và quỳ xuống dâng chén cơm lên ngang trán và giái hương hồn cha gì dùng cơm nhị lý sanh tử hữu thù đồ sở hữu điệp thịnh hương linh di quyền hương linh mặc nhiên đế thính cha ơi đây chén cơm này con xin dâng lên cho cha lần cuối trước linh sàng hồn cha hời chứng tri nam mô dạy bảo mãn bồ tát nam mô dạy bảo mãn bồ tát nam mô dạy bảo mãn bồ tát ma tát nam mô ta quả đa ta nga đa hoa lô chi đê an tam bạc ra tam bạc ra hồng nam mô ta quả đa ta nga đa hoa lô chi đê an tam bạc ra hồng nam mô ta quả đa ta nga đa hoa lô chi đê an tam bạc ra hồng bà gia đa nga đa gia đa tỳ tha an tu lô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô ta bà nam mô linh an tỏa bồ tát nam mô linh an tỏa bồ tát nam mô linh an tỏa bồ tát ma tát lễ thượng phàn lễ tam bái chờ châm sơ hiến châm vô đi đó châm vô châm vô kỹ năng tiêu diệt địa ngục khổ sanh thành thầm chí năng tam niên nhũ bộ cực thân tăng
nghĩa trọng năng thù báo, thiết lễ trai tuần báo hiếu ân, phụ thân tình thâm chung hữu biệt, phụ thân nghĩa trọng giả phân ly tan, quyến kiền thành trà chăm tái hiến thân sanh thành thầm chi năng, nhân tình lãnh đạm hữu nhật tăng, sinh dưỡng đạo đồng năng nhận đoàn, tự giai kỳ tự nguyện siêu thân tuyền ly biệt tan, quyến kiền thành trà chăm chung hiếm xuống, dâng lên ngang trang và cháy hương hồn cha về dùng. Cha ơi, mẹ và các con nguyện linh hồn cha tiêu diêu về miền cực lạc, cha về âm cảnh đâu còn nữa, mẹ và các con ở dương trần và nhớ thương dương đôi nẻo muôn trùng cách xa. Ngàn năm ly biệt nghĩa cha con muôn thuở nào quên, giết nỗi nhớ thương sớm tối nào quên, niềm ai mộ ai nghĩa nỗi niềm ân tình lắm lúc như chim sổ lòng. Quên đi đâu hãy còn đó biết bao giờ gặp nhau ơi, có biết lòng con như tơ vò. Nam mô Mỹ Hương Chay Bồ Tát, Nam mô Mỹ Hương Chay Bồ Tát. Vì cho cùng lễ tam bái thượng lai văn điệp vị cụ châu viên điệp độc tại linh sàng vị kim ngân phổ lư thiêu hòa giảng sanh thần chú quyết định chân ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Da Đa Ta Da Đa Da Đa Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Da Di Đà Da Da Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Di chứng pháp thân quy Phật đạo, Di Tùng Phật đạo Ca Dương pháp nhạo phúng diện chân kinh chúc thực hương linh ghi thành. Nam mô Linh An Tọa Bồ Tát, Nam mô Linh An Tọa Bồ Tát, Nam mô Linh An Tọa Bồ Tát Ma Tát. Tàn quyến kiền thiền lễ tạ hương linh tứ bái. Quyến đứng lên xá lễ ba xá, tăng quyến bình thân.
kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa tất cả quý bà con, cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay cùng gia đình đang quý kính mến. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đã thành lập xong một chương trình tang lễ mà trưa hôm nay chúng tôi có trách nhiệm tiễn đưa linh cữu cho cụ ông Lê Văn Huân, hưởng thọ 66 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng, gồm những phần việc như sau. Và sau đây ban lễ tang xin phép thông qua toàn bộ nội dung chương trình tang lễ, thời gian và công việc cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương cũng như tất cả quý bà con, cô bác và gia đình tang quyến được rõ. Vào lúc 11 giờ lễ nguyện hương. Lễ nguyện hương này là nén tâm hương tiễn biệt cuối cùng của tang quyến. Trong lễ nguyện hương, ban lễ tang sẽ mời lần lượt từ hàng anh chị em ruột của ông, anh chị em bên vợ, quý thông gia của ông, vợ của con và các con, các cháu, chúng ta lần lượt thắp cho cụ ông nén hương tiễn biệt và cầu nguyện cuối cùng trong chương trình khai lễ vào lúc 11 giờ. 11 giờ 20 phút, đội mai táng chào chiến linh của ông và xin có đôi lời phát biểu chia buồn cùng gia đình tang quyến. 11 giờ 30, đại diện chi bộ ban dân, chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể của ấp Tân Hòa, xã Thanh Phú lên thắp hương và làm lễ viếng. 11 giờ 40, bài cảm tạ của gia đình. 11 giờ 50 phút, đội mai táng công hiệp múa lân sư để diễn chiến linh cữu của ông và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ động quan. 12 giờ chương trình ca tế hay còn gọi là bài ca tiễn biệt. 12 giờ 20 phút, lễ đánh phong hoàng trừ tà ma sát quỷ để tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng của đội mai táng. Và đúng 13 giờ là làm lễ động quan, sau đó đến nguyệt là an táng hạ nguyệt cho ông. Cả quý bà con, cô bác cùng gia đình tăng quý kính mến. Như lời giới thiệu ban đầu của ban tổ chức lễ tang, thì ban lễ tang không nhận thêm ý kiến mới từ tất cả quý bà con, cô bác. Vì vậy, chúng tôi căn cứ vào chương trình lễ tang mà ban lễ tang vừa giới thiệu cho tất cả quý bà con, cô bác được biết để tiến hành buổi lễ tang cho ông Lê Văn Huân. Bước vào chương trình lễ tang đầu tiên là chương trình nguyện hương. Vậy ngay giờ phút này, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời tất cả người thân của ông Lê Văn Huân cùng vợ và các con, các cháu, con trai, con gái, con rể, con dâu, cháu nội, cháu ngoại của ông. Tạm thời, chúng ta hãy gác mọi công việc lại, nhờ cô bác lối xóm tiếp giúp giùm, cùng nhau tập trung ra với chức linh cữu của cha ông mình hết toàn bộ. Ai có thọ tang thì hãy mặc đồ tang, đội khăn tang lên cho chỉnh tề, đặng chúng ta cùng nhau làm lễ tiễn biệt. Ban lễ tang xin kính báo và kính mời hai anh em chịu về bộ phận trống và chiêng. Chúng ta đánh lên ba hồi khai lễ. Và ba hồi trống khai lễ đã được thông qua. Sau đây ban lễ tang xin phép đi vào buổi lễ nguyện hương tiễn biệt. Trăm năm cổ thụ trên ngàn, đời người trăm tuổi dễ dàng có đâu, cuộc đời lắm chuyện bể dâu, người đi người ở đau sầu biệt ly. Cô bác sớm lại giờ đây đã đến chương trình nguyện hương. Gia đình đã mất một người thân, còn tổ quốc thì đã mất đi một công dân hữu hiền. Linh hồn của ông mà mau sớm được tiêu diêu, nhờ ơn cô bác thắp hương nguyện cầu. Sự cung cấp của gia đình, ông có hai người chị ruột và một người em ruột có mặt ở đây. Vì vậy ban lễ tang xin phép chia làm hai lượt. Trước tiên xin trân trọng kính mời hai người chị ruột của ông, đó là bà Lê Thị Mật và bà Lê Thị Mào. Cùng với cô Mào thắp lên nén hương này để đưa tiễn người em trai của mình về nơi an nghỉ. Từ nay về sau, chị em của cô sẽ không bao giờ còn gặp lại được nữa, vì em của cô đã về âm cảnh, còn chị thì ở dương trần. Thủ tục đã chia lìa hai nẻo âm dương. Và tiếp theo trong chương trình lễ nguyện hương của các người em, anh chị em ruột của ông, thì ban lễ tang xin trân trọng kính mời người em ruột có mặt ở đây, đó là ông bà Lê Văn Luận. Trân trọng kính mời ông bà Lê Văn Luận. Hãy anh em gắn bó, cánh tay kề sớt nội thang ơi, rồi lát nữa đây phải xa dòng quyết thống. Buổi chia lìa khi tiếng trong đồng quang, chắc khăn tan với dòng lệ đổ, tiễn anh hiền về
ông bà sư cũng có câu: chúng ta ruột thịt anh em, giữ gìn thủ túc mạnh lành từ lâu. Nhớ câu anh ngã thì em nâng, giờ này chỉ biết ngân ngân lệ sầu. Như chúng ta đã biết, ông Lê Văn Khuôn đã làm rể nhà họ Phạm. Mấy mươi năm qua, ông sống rất là hài hòa với anh chị em bên vợ, kính trên nhường dưới, thương anh chị em bên vợ như là anh chị em ruột thịt của mình. Trước tấm chân tình khi ông còn hiện tiền trên dương thế, đã thương mến những người anh chị em bên vợ, nên phút cuối cùng đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cũng có những người anh chị em bên vợ ông đến đây để tiễn biệt ông. Và nén tâm hương đưa tiễn của hàng anh chị em bên vợ của ông. Anh chị em bên vợ của ông theo sự cung cấp của gia đình, ông có một người chị vợ, một người anh rể bên vợ và một người em vợ có mặt ở đây. Vì vậy Valetta cũng xin phép chia làm hai lượt. Trước tiên xin trân trọng kính mời người chị vợ và một người anh rể bên vợ, đó là ông bà Phạm Thị Pha và ông Trần Văn Điệp, cầu nguyện lần cuối cùng. Từ ngày mình kết môi thông giao, mặc dù không ruột nhưng là chị em thân thương trọn nghĩa trọn tình, cả đời gắn bó giữ gìn bền lâu. Và tiếp theo chương trình lễ nguyện hương của anh chị em bên vợ, xin trân trọng kính mời người em vợ của ông có mặt ở đây, bà Phạm Thị Niêm. Trân trọng kính mời bà Phạm Thị Niêm. Không ruột thịt nhưng mà như huyết thống, nghĩa anh em gắn bó bền lâu, thương nhau từ thuở ban đầu, tình sâu nghĩa nặng bỗng đâu chia liền. Sau đây là nén tâm hương đưa tiễn của anh chị em họ. Anh chị em họ như là chúc đưa em về miền cực lạc, anh chị ở dương trần cao sốt ngầm sầu thương. Ba tắc đắc rồi em ơi đã chia cách, giữa một sâu thân xác của em sẽ yên nằm bờ, cầu cho hồn hội bơ vơ lạc rồi. Những hàng chữ buồn ôi vô cùng thương tiếc của bao người trên đàn loa hoa tươi, tỏ tâm tình đau xót ngậm sầu thương, đưa tiễn anh đi mà lòng các em buồn thương vô hạn. Đưa tiễn của quý thông gia của ông, quý thông gia của ông theo sự cung cấp của gia đình, ông có hai người thông gia có mặt ở đây. Vì vậy ban lễ tang xin trân trọng kính mời bà Huỳnh Thị Lê và bà Dương Thị Bông là hai người thông gia của ông Lê Văn Thương. Gia ngàn năm thất trọng, nay tôi thác đi rồi, xin gửi lại cháu con, duyên con trẻ đôi bên gắn bó, nghĩa thông gia gìn giữ một lòng. Ông bà xưa cũng có câu: người đi về cõi vĩnh hằng, cháu con thì thương nhớ xuôi da ngậm ngùi, giận hờn thương ghét đâu còn, nghìn thu vĩnh biệt cõi tiên người. Người dân buôn đã sống duyên với nhau mấy mươi năm qua, hai ông bà rất là thương yêu với nhau. Cô ngồi đây đi cô, cùng đầu ấp tay gối, cùng chia sẻ việc vui việc buồn, cùng chung tay lo cho các con trưởng thành khôn lớn. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đâu có hiểu được gì. Lớn không rồi, chúng ta lập gia đình, chúng ta mới hiểu được những câu: chèo ghe vượt sóng mới qua sông, đạo nghĩa vợ chồng nặng lắm ai ơi. Vì số mệnh mà người đầu ấp tay gối của bà Phạm Thị Đà là ông Lê Văn Huân đã qua đời, bỏ bà và các con ở lại trên dương thế. Trong phút đưa tiễn người chồng của mình về nơi an nghỉ, cháu xin trân trọng kính mời cô Phạm Thị Đà. Chắc mời cô đứng lên trước linh cữu, nhận ba nén hương dâng lên cho chồng mình và lại bốn lại cuối cùng này để đáp nghĩa phu thê. Vợ chồng suốt mấy mươi năm đầu ấp tay gối, từng hoạt nồng ấp lạnh, từng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, cùng chung tay nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay người chồng của mình ông Lê Văn Huân không còn nữa, bỏ lại bà Phạm Thị Đà và các con các cháu ở lại trên đời này. Bà dâng ba nén tâm hương, bà lại bốn lại tiễn biệt người chồng về nơi yên nghỉ cuối cùng, và bà hứa với hương hồn của chồng mình, chồng nhắc nuôi dạy các con các cháu, bà vẫn thực hiện từ đây trên suốt quãng đời còn lại của mình. Cành viên gãy đổ, hạt xương rơi, mình nay như cánh nhạn đã bay về muôn muôn
trong thổ chia liền nghĩa vui chân. Chương trình Nguyễn Hương ăn chị em kính thưa các cấp chính quyền địa phương cùng quý bà con kính mến. Ông bà xưa con câu giọt nước thì không bao giờ chảy ngược, cả cuộc đời cha dành trọn cho con, trông theo các con từng bước chân đi, cha hạnh phúc khi nhìn các con khôn lớn. Bao năm tháng dù cho cha có gian lao vất vả, nhưng tình yêu thương cha dành hết cho các con. Chỉ mong sao chị em của con mỗi một đứa được mạnh khỏe an lành, là lòng của cha vô vàn hạnh phúc ngắn ngủi nữa thôi. Là thân xác cha ông có tâm huyết, sẽ được đội mai táng trại hồn bảy khác với em cháu, sẽ đưa sâu vào lòng đất lạnh. Thế là hết, ngàn thu vĩnh biệt, cha con sẽ chia lìa hai nẻo âm dương. Phút cuối cùng đưa tiễn người cha của mình về nơi an nghỉ, chúng ta đền ơn công sinh thành dưỡng dục, thì các được con người cháu của ông. Hương của các người con cháu ruột của ông, xin mời chị Lê Thị Ly, chị hãy cùng chồng, cùng con của mình, chúng ta hãy đến chiếc linh cữu để thắp cho cha nhớ công dưỡng dục, nguyện cầu cho hồn cha được nhẹ nhàng, nơi dương gian cháu con vô cùng thương tiếc, trốn suối nhà xin cha hãy yên giấc nghìn thu. Chị Ly cùng chồng con của mình xá lễ ba xá, xá xong bước tới linh cữu gắn hương lên chị, rồi đợi con của chị gắn hương xong rồi anh chị hai quỳ ha, anh chị quỳ trước, con và anh chị quỳ sau, cùng nhau dâng lên bốn lại để tiễn biệt cha mình. Và tất cả những hình ảnh này sẽ được ban giám ảnh của trại hồn bảy khác chúng tôi ghi lại hình ảnh thiêng liêng và thứ tự này để lưu lại cho gia đình. Ngoại ơi, lòng thêm quặn thắt, ngoại ơi con nhớ ông ngoại nhiều, nước mắt con cứ mãi tuôn rơi, nỗi đau ngoại mắt con buồn, tình thương của ngoại muôn đời trong con. Gia đình mình đứng lên xá lễ cha ông mình ba xá, rồi tự do trở ra tiếp xúc bà con cô bác đến chia buồn cùng gia đình. Và tiếp theo chương trình lễ nguyện thương của các người con cháu ruột của ông, xin mời anh Lê Văn Hiển, anh hãy cùng vợ. Kính thưa quý bà con kính mến, ông Lê Văn Hôn sinh ra có đủ con trai con gái, nhưng dù trai hay gái vẫn thương đều phụ mẫu ân dày cửa Thái Sơn. Làm sao kể hết công cha mẹ, dù suốt cuộc đời mãi mãi đi. Mời gia đình xá ba xá, xá xong gia đình bước tới lưu hương gắn hương lên, rồi gia đình trở ra quỳ xuống lại bốn lại tiễn biệt gia đình ơn công sinh thành dựng dục. Người ta nói mẹ hiền là tất cả, con hiểu rồi, con chấp nhận từ lâu, nhưng con xin phép được xen vào một chút, nghĩa tình cha có khác mẹ hiền đâu. Cha tuy không chính thắng cô mang con ở trong bụng, nhưng cả đời cha đã cực khổ vì con. Anh chị xá lệ cha mình ba xá rồi tự do. Tiếp theo xin mời người con trai út của ông, xin mời anh Lê Anh Văn cùng vợ con. Người trắng người cầu, công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đất, núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơn. Xin mời anh Văn xá ba xá, xá xong một thắp hương lên trở ra lại theo lời của ban lễ tang kêu để lại tiễn cha. Cha ơi, đây là lại thứ nhất, con xin cha hãy về chứng giác. Lại thứ hai, cha cho con được đáp nghĩa xâm thành. Lại thứ ba, con trai xin báo hiếu cùng cha. Lại cuối cùng này, cha ơi, lại cuối cùng này là ngàn thu cha con mình đành vĩnh biệt. Rồi xá lễ ba xá đi, chúng ta tự do lo tiếp xúc của bác đến chi buộc cùng gia đình mình. Sau đây là thành phần nguyện hương về cháu của ông Lê Văn Hôn, người cậu, người dượng của mình. Thắp nhang rồi xá lễ tự do hỏi lại. Và ban lễ tang sẽ trân trọng kính mời các người cháu của ông, ai gọi ông bằng chú, bằng bác, bằng cậu, bằng dượng, thắp nén hương cuối cùng để cầu nguyện cho hương hồn chú bác cậu dượng của mình sớm được giảng sanh về miền cực lạc. Hôm nay hôm nay ngày chú xuống nguyệt sâu, các cháu ở lại dân hương nguyện cầu. Bác ơi, bác đã về nơi ấy cùng với các bụi, có biết giờ các cháu mãi tiếc thương. Kính thưa
chú bác cậu dượng. Chỉ nẻo thẳng ai hết lòng thương. Hôm nay âm phủ dương gian tắc, chỉ có nén hương để tỏ tất lòng thật. Có thương con cháu thì xin dượng hãy độ trì phù hộ cho gia tông ngài được vững bền, cho họ hàng vọng tộc hai bên càng đoàn kết tôn ti trên dưới. Nhan trần thơm ngát bên linh cụ, kính viếng hương hồn của cậu tôi. Cháu nguyện cho hồn cậu sắp mau siêu thoát, tìm đến Phật đài cậu hưởng phước an. Ông bà xưa cũng có câu: đâu phải cha mà như người sinh đẻ. Dạy từng lời từng chữ lúc ấu thơ, khi lớn hơn thì giúp đỡ việc lành, nay nhớ lại thì âm dương đã đôn nẻo. Tiếp theo và cuối cùng của buổi lễ nguyện hương, ban có tăng trân trọng kính mời bà con cô bác lá thắp hiền xin hãy nhấn chút thời gian của mình, chúng ta cùng nhau bước lên chiếc cung cụ của ông Lê Văn Quân, người hàng xóm láng giềng của mình, người bạn bè thân mộ của chúng ta, thắp nén tâm hương tiện biệt này để cùng nhau tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. Cô bác láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa, gia đình của ông Lê Văn Quân cũng như bà Phạm Thị Đà, nếu có mặt ở đây, nếu có tấm lòng, ban lễ tang cũng xin trân trọng kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy dành chút thời gian đến chiếc linh cữu thắp cho người bà con hàng xóm láng giềng, người bạn bè thân hữu gần xa của mình nén hương tiễn biệt lần cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Nhưng trước giờ làm lễ đồng quan, em cháu đến đây được sự đồng ý của gia đình tổ chức lên chương trình lễ nguyện hương dịch vụ mai táng trại hồn bảy tháng của em cháu. Thành lập lên chương trình lễ nguyện hương này là hồng mong sao giờ phút cuối cùng đưa tiễn ông về nơi an nghỉ, mời bà con cô bác láng giềng cùng với thân tộc của ông, vợ con ông thắp thêm nén hương nữa, vì đây là nén tâm hương cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau nguyện cho linh hồn của ông sắp được tiêu diêu về miền cực lạc, bởi có câu bà con xa không qua láng giềng gần, câu nói nghĩa tình thật chí thân, tối lửa tắt đèn tình gắn bó, lá lành lá rách đỡ đùng nhau. Xin Phật mau tay cứu khách trần, thác trong cái thác sông tiêu diêu tiên trong lễ tang từng hồi một khóc, chợt là người tôi từng khóc ruột đau, vĩnh hằng cội ấy biệt ly, tình làng nghĩa xóm đã mất đi người liệt. Và cũng ngay giờ phút này đề nghị anh em trong đội mai táng trại hòm bài khác, chúng ta tập trung hàng ngũ trên chính tề tiến hành chào chiến linh cũ của ông và xin có đôi lời phát biểu chia buồn cùng gia đình tang quyến. Đây là đội mai táng của trại hòm bảy tháng. Đội mai táng của chúng tôi trưa hôm nay có trách nhiệm tiễn đưa linh cữu cho ông Lê Văn Huân hưởng thọ 66 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước hết xin phép cho toàn đội thắp cho ông nén hương tiễn biệt. Được giới thiệu thêm một lần nữa, chúng tôi là đội mai táng đến từ dịch vụ mai táng trọn gói của trại hòm bảy khác chi nhánh chợ Nhà Phấn. Chiều hôm nay tàu đội cùng hết sức là vui mừng khi phải nói lời phát ôn cùng gia đình tang quyến và nói lời vĩnh biệt
đối với ông cụ Lê Giang Hun, mà xóm làng thường gọi cho cụ một cái tên thân thương, đó là ông Bảy Hun. Thưa quý bà con, 66 năm qua, ông cụ Bảy Hun đã sống chúng ta trên quê hương này. Ông cũng để lại trong lòng của chúng ta biết bao nhiêu là tình nghĩa. Hôm nay vì số mệnh cho nên ông phải thật sự xa rời chúng ta vĩnh viễn. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu mà mỗi con người chúng ta không ai tránh khỏi. Cho phép chúng tôi gửi đến thân tộc và gia đình Tam Quyến một lần nữa lời thành kính chia buồn sâu sắc. Chiều hôm nay được sự chấp thuận của gia đình Tam Quyến cũng như là sự cho phép của chính quyền ấp Tân Hòa, xã Thành Phú, đội mai táng được phép trở về đây kết hợp gia đình và chính quyền để tổ chức chương trình lễ tang và tiễn đưa linh cụ cho ông cụ Lê Giang Hun về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúc cho linh của ông, chúng con xin hứa chúng con sẽ nguyện một lòng đem hết sức lực của mình để phục vụ cho buổi tang lễ hôm nay, và cũng không quên cầu nguyện của nguyên thất cầu phò hồ đổ linh hồn của ông được thanh thản nhẹ nhàng về đến cõi Tây Phương Phật, và để tỏ lòng thương tiếc ông cụ Bảy Hun trước khi tiễn đưa ông về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin phép tại nhà hiếu quyến cho đội mai táng cũng được dành một phút mặc niệm trước linh cụ để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn. Một phút mặc niệm này, chúng tôi xin phép mời bà con hãy vui lòng đứng lên. Trong thời khắc thiêng liêng này, xin kính mời toàn thể quý vị hãy vui lòng đứng lên cùng với đội mai táng chúng tôi dành một phút mặc niệm để chúng ta cùng nhau cầu nguyện tiễn đưa linh hồn của ông cụ Bảy Hun trước khi đưa ông về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy vui lòng đứng lên để dành một phút mặc niệm đơn tiện. Tất cả chúng ta hãy hướng về linh cụ. Một phút mặc niệm cầu nguyện xin được phép cúi đầu. Giờ mời quý vị an toàn. Sau đây chúng tôi cũng xin trả quyền lại cho ban tổ chức lễ tang để tiếp tục chương trình tang lễ. Và vừa rồi là lời chào, lời phát biểu chia buồn đến từ đơn vị đội mai táng Cài Hòm Bạch Thắng chúng tôi. Và kính thưa quý bà con kính mến, tiếp theo chương trình lễ tang, xin trân trọng kính mời đoàn đại diện chi bộ ban dân, chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể có ấp Tân Hòa, xã Thành Phú do ông Nguyễn Văn Tuấn làm trưởng đoàn. Và ngay giờ phút này xin trân trọng kính mời các chú các cô các bác và các thành viên trong đoàn chúng ta đến thắp hương và làm lễ viếng cho ông Lê Giang Hun đã qua đời, thì hội người cao tuổi đã mất đi một hội viên mất tình liên ái sực nồng xưa nay. Bây giờ nhắm mắt xuôi tay than ôi áo não tái tê cõi lòng, trước linh dị ôi hương trầm nghi ngút khói, lòng chia buồn xin gửi đến cùng với tang gia sanh tiền phận sự đã xong, ra đây xin hãy an lòng thành thơ. Tôi cũng xin thay mặt cho chi bộ ban dân xin đọc tiếng văn cho ông Lê Giang Hun. Kính thưa chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể, kính thưa cô bác anh chị cùng tang quyến, tôi xin thay mặt chi bộ ban nhân dân ấp Tân Hòa, chúng tôi ghi nhận được tin ông Lê Giang Hun đã lâm cơn trọng bệnh mấy năm qua. Mặc dù được gia đình con cháu tận tình chăm lo cứu chữa, nhưng vì cơn bệnh của ông quá hiểm nghèo nên ông không thể nào vượt qua nổi. Năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu, hưởng thọ 66 tuổi, với tấm lòng tiếc thương của người quá cố nên hôm nay chúng tôi đến với gia đình tang quyến cùng dòng họ thân tộc nội ngoại và bà con cô bác gần xa đến để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa quý quyền cái nước tỉnh Cà Mau, ông sinh ra và lớn lên là một gia đình bằng nông,
Sau khi ông đến tuổi trưởng thành, ông đã tạo lập gia đình với bà Phạm Thị Đà, quê quán ấp Cây Rắn, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ông và bà chung sống với nhau, sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái. Mặc dù ông và bà chung sống với nhau trong cảnh nghèo nàn cơ cực, nhưng ông và bà cùng chung lưng đấu cật, vượt qua mọi sự khó khăn gian khổ để tạo dựng được cuộc sống gia đình và nuôi dạy các con khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Con người là một nhân vật cao quý nhất, biết vui, biết buồn và biết đau khổ, nhưng không sao thoát ra khỏi cảnh quy luật của tạo hóa là sinh lão bệnh tử. Theo truyền thuyết nhà Phật có nói rằng sống ở chết về, nhưng hôm nay vì số mạng ông đã vĩnh biệt chúng ta, đi về cõi vĩnh hằng. Đây là quy luật của số mạng con người, tránh khỏi cảnh tử biệt sanh ly này. Có câu nói rằng phụ tử tình thâm sầu ly biệt, non cao biển rộng đức sinh thành. Công đức của người cha thâm sâu như biển cả, không sao kể xiết, không bức mực nào ghi hết. Nghĩa cả cao quý ấy ngàn đời vẫn còn lưu lại. Giờ thì ông đã ra đi, dù ông có về đâu đi nữa, ông cũng để lại một tấm lòng cao cả cho gia đình, con cháu, họ hàng, xóm làng một niềm tiếc thương vô hạn. Kính thưa bà con, trong giờ phút biệt ly này, đứng trước án tiền, trước linh cụ của ông, có đông đủ bà con gia quyến cùng các ban ngành đoàn thể và bà con cô bác gần xa đến để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông bà xưa có câu nói rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Núi cao biển rộng bao la, công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi. Kính thưa bà con cô bác cùng gia đình tan quyến, chỉ còn trong ít phút nữa đây, chúng ta đã chia tay vĩnh biệt ông. Bao kỷ niệm vui buồn của con cháu có nghĩ về ông chỉ còn trong giấc mộng mà thôi. Giờ đây chúng ta sắp sửa chia tay vĩnh biệt ông, không sao nói hết bằng lời. Vậy kể từ đây, gia đình đã mất đi một người thân, các cháu mất đi một người ông mẫu của thương hồn của ông sớm tiêu diêu nơi miền đất lạnh. Lễ phép kính chào. Chân thành cảm ơn các chú, các bác, mọi người cao tuổi và các cấp chính quyền địa phương đã đến chia buồn, phúng viếng và thắp nén tâm hương, đọc điếu văn để tiễn biệt ông. Gia đình cũng có đôi lời xin mời các chú, các bác hãy nhín thêm chút thời gian của mình nữa, ngồi dùng cùng chung với gia đình bữa cơm thanh đạm để cho gia đình chúng tôi được tri ân các chú các bác. Tiếp theo chương trình là lời cảm tạ. Dạ kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa bà con cô bác và chị em, lời cảm tạ thì đúng ra là do gia đình nói lên để tri ân bà con cô bác và anh chị em. Nhưng vì gia đình quá xúc động khi mất đi người em, người anh, người chồng, người cha, người ông của mình, gia đình không thể nào đọc lên bài cảm tạ. Được sự ủy nhiệm của gia đình anh Chí Trung đến từ dịch vụ mai táng trại 17 kháng sẽ đại diện cho gia đình đọc bài cảm tạ. Còn bây giờ em mời anh Chí Trung, xin mời anh hãy tiến lên trước linh cữu của ông, thay mặt cho tân quyến gửi đến bà con của bác anh chị em lời tri ân và cảm tạ. Các cấp chính quyền địa phương cùng quý bà con kính mến, lý do gia đình quá xúc động và bối rối nên ban lễ tang cũng xin phép được thay mặt gia đình xin có đôi lời cảm tạ đến tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp đã giúp đỡ gia đình suốt mấy ngày đêm hôm qua. Và lời cảm tạ của gia đình có nội dung như sau. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa tất cả quý bà con cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, kính mến, thật là quý báu vô cùng trước những nghĩa tình tốt đẹp mà tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp đã ưu ái dành cho gia đình chúng tôi. Ông của chúng tôi đã mãn phần, thì mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, đường đi ướt át chân trượt,
có những bà con ở hết sức là xa xôi, vậy mà danh nghĩa trước tình sau giữa quý bà con cô bác cùng với gia đình chúng tôi. Quý bà con chẳng quản ngại khó khăn, tranh thủ về đây thức đêm thức hôm giúp đỡ gia đình, phúng điếu chia buồn, và trong đó có đoàn chính quyền địa phương đến làm lễ viếng. Một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm hết sức có ý nghĩa mà gia đình chúng tôi nguyện kết quả ngậm dành không sao quên được. Xin thay mặt cái thân tộc và gia đình gửi tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp lòng biết ơn chân thành nhất. Kính thưa tất cả quý bà con, trước những nghĩa tình tốt đẹp mà tất cả quý bà con cô bác đã ưu ái dành cho gia đình chúng tôi, thật xứng đáng biết chừng nào chẳng lấy chi đền đáp được. Vậy lát nữa đây, sau khi tiễn đưa linh cữu cho chồng, cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin thay mặt gia đình, xin trân trọng kính mời tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp hãy nhích thêm chút thời gian quý báu nữa, ở lại dùng cùng với gia đình chúng tôi một bữa cơm đạm bạc, gọi là chia buồn cùng gia đình. Sự có mặt đông đủ của tất cả quý bà con cô bác sẽ làm cho thân tộc và gia đình chúng tôi dời đi phần nào đau buồn, sẽ làm cho buổi tang lễ diễn ra được ấm áp hơn, và chắc chắn là hương hồn của chồng, cha, ông chúng tôi cũng được vui cười nơi suối vàng. Và cuối cùng, sau khi quý bà con cùng chính quyền địa phương dùng bữa cơm chia buồn cùng gia đình mỹ mãn, quý bà con ra về, tôi cũng thay mặt gia đình chẳng biết nói chi hơn, chỉ có đôi lời kính chúc tất cả quý bà con, cô bác và anh chị em cũng như chính quyền địa phương các cấp sức khỏe, an khang, thịnh vượng và luôn luôn gặp được nhiều điều may mắn. Thay mặt cái đây cho gia đình một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào. Tôi xin phép được thay mặt gia đình xin có đôi lời cảm tạ tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp đã giúp đỡ cho gia đình suốt mấy ngày đêm hôm qua. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương cùng quý bà con kính mến, như lời giới thiệu ban đầu của ban lễ tang, trước khi tiễn đưa linh cữu cho ông Lê Văn Hôn về nơi an nghỉ cuối cùng, đội mai táng trại hòm bãi cát chúng tôi xin có một hiệp múa lân sư để chiến chiếc linh cữu của ông và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ đồng quan. Dẫn đội lần này cũng trở xuống luôn bà con, mới xuống rồi sáng. Và cũng nói thêm cho bà con quốc thổ địa cho ra là một cuốn điện viên à, chi cuốn điện lên là múa dưới lên cụ, mời mời thổ địa. Cuốn điện con lần này múa biểu diễn của bà con cô bác xem về được cơ thổ địa ơi. We'll be right back.
mới ngủ nghỉ. Rồi trưa nay mình ngủ xin phép ngủ nửa phút lại chút xíu à. Thức dậy rồi tối nay nhậu sáng đêm tiếp không sao hết trơn á. Thì hơi lên chị mà ngủ liền ở trên núi liền rượu. Rồi nằm xuống là ngủ ngon lành. Đó, chút xíu rồi bà con thấy không? Mỗi lần dậy á là cái đít dậy trước rồi cái đầu nó mới dậy sau. Nó mới hai khúc. Đó cái gì? Ôi, địa phương cùng quý bà con và gia đình ta quý kính mến. Như lời giới thiệu ban đầu của ban lễ tang, trưa hôm nay để làm cho hương hồn của ông Lê Văn Huân thấy ấm áp trong giờ phút cuối cùng trước khi tiễn đưa linh cữu của ông về nơi an nghỉ, đội mai táng trại hòm bảy tháng chúng tôi xin có chương trình ca tế hay còn gọi là bài ca tiễn biệt. Và để thực hiện chương trình ca tế tiễn biệt hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tiếng hát của cô Hồng Cúc. Cô Hồng Cúc là một thành viên trong ban nhạc lễ của trại hòm bảy tháng chúng tôi, sẽ đến chương trình ca tế tiễn biệt bằng bài hát Khóc Cha Trong Giờ Tang Lễ. Mời tất cả quý bà con cô bác cùng lắng nghe. Trời xuôi lệ tôi
Con thương cha của con.
thân. Học có mối dương mà cha con mình đoàn tụ. Hôm nay cha qua đời, dù con có chăm lành tốt con vẫn đã nhưng nào cũng nhớ đi đâu. Quỳ trước linh sạc tê đầu dập bái trời cao. Xin ơn cho đưa hồn cha trong thoáng trầm lên cổ ai. Lạnh lùng tiếng nhạc kêu. Lời con than thở cha ơi qua não. Cảm ơn tiếng hát của cô học cung cho bài ca tế Phong Cha trong giờ tang lễ. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương cùng quý bà con cô bác kính mến, phần cuối cùng trong chương trình lễ tang là lễ đánh thốt hoàng trừ tà ma sát quỷ. Thì ban lễ tang xin giới thiệu các giai diễn cho bà con được biết, gồm có bạn Chí Tưởng trong giai chánh tướng cầm đại đi đầu. Bạn Hoàng Lịnh trong giày phó tướng. Bạn Minh Phương trong giày nhị đệ. Bình Định trong giày tam đệ. Bạn Bé Sáu với lòng thổ địa già già. Và phía bên trong chúng tôi xin được giới thiệu bạn Hoàng Lựa trong giày chúa động ma hoàng. Bạn Thanh Toàn và bạn Lịnh Nhỏ là hai đồ đệ của chúa động ma hoàng. Và chương trình đánh phong hoàng có sự cộng tác của hai bạn nhỏ đến từ trường võ thuật Cà Mau. Được bắt đầu. Này tiên địa du sơn tiên cận, xuống hạ tầng xem việc thế gian. Trời ơi trận mới xuống. Việc lành giữ xem ác chu toàn. Điều chi vậy? Ngày cao dân chiêu chỉ. À dân chiếu chỉ. Nói thì nói vậy xưng tên thế gian được biết. Tên gì? Thì ta đây có con ngặt BC. Bụng lớn hậm to, tạo tự linh quang thổ địa. À thì ra ông thổ địa. Cha cha. Tai ta nghe tiếng trống gần gian. Lại có tiếng than khóc. Vậy đi thổ địa gia gia ta tới đó xem hẳn nào. Xem kiểm tra cẩn thận dùng cái ông thổ địa gia gia. Địa đà mắt thấy nào phải tay nghe. Sao? Trong gia chủ có một quan tài. Chính xác. Vậy ta mau trở lại gia đàn. Diệu dương ứng thôi an. Chính xác lạ tả cho bà ơi. Chiên trừ tà diệt quỷ à. Xin mời dương lên. Nguy hiểm với những đứa phía bên trong ma hoàng rất là đông. Bà con ơi, trận chiến pháo hoàng ác liệt. Dưới đệ tử Thúy Hạc yêu tình đã mau rời gốc rời khỏi nơi này. Tướng ta khám lại linh sàng nhất. Ồ chắc chả khám ra nghe. Để ai duyên tướng khám ra nghe. Xin mời duyên tướng. Cẩn thận nghe duyên tướng ơi, phía trên tôi nhìn thấy rồi. Yeah! Thổ địa đâu rồi? Thổ địa!
đúng chú động quá hoàng đi tiêu diệt coi, để cho đi vô coi súng động quá coi nghe nó bóng quá rồi vô đại đi có nhiệm vụ khác không đó. Trời ơi thổ địa ra giao bây giờ nghe ma hoàng cẩn thận cái thổ địa ông là bụng khỏe nè đó mập đó nằm trong cái tầm nhóm tôi đó nó bắt tôi không biết đường nào đi đường nào nghe thổ địa ơi cẩn thận nha. Trời ơi đâu rồi ở đâu rồi thổ địa ơi coi xuất hiện rồi đó bốn tên để tam cho chết nè. Trời ơi đại chịu yêu ha tát quái tát quái ha khí cơ không có giò cho gãy cái giò đâu rồi. Ông ơi chết chưa chắc rồi chứ mình chưa sao sao rồi để ta ơi thổ địa ra chết ông trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi thổ địa ốc ốc vậy thôi 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 không nguyện đâu tam đệ để tam ơi giết ta đua hay quá chỉ cần ta thở được trời ơi tha nó chi vậy trời chết luôn rồi trời ơi đại tiểu yêu à trời ơi mặt mày không giống ai hết trơn rồi thấy ghê không trời ơi chết luôn trời ơi chết rồi trời ơi còn cái đó chết thiệt rồi đứt thở rồi đứt thở rồi để tam để tam tam đệ ơi thổ địa đỡ lại đỡ lại thổ địa chết thổ địa chết ông thôi 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 tha thổ địa đi trời ơi tướng nó không có đánh đấm gì được gì đâu mà lâu dân chi trời ơi trời đánh thổ địa cái quá mạng gì để tam dễ đi đi ơi cho chết thổ địa đã là xuất hiện miễn ha ma hoàng nó bị thương rồi thổ địa xuất hiện đánh bời với đánh lén không à dĩa rồi để tam ơi tam đệ ơi dĩa thổ trời ơi hụt luôn rồi hụt nội hụt hụt chi trời ơi đá gió hụt 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 trời ơi đưa xuống rồi bắt chút tôi đẻ đó rồi trời ơi bắt mày dĩa đệ dĩa rồi trả luôn trời ơi trời ơi trời ơi nguyên điểm qua nó ra con mới bà con ơi để gì để gì thì thổ địa, thổ địa, lên tiến công thổ địa, tiến công thổ địa, hay quá hay quá ha, ơi nó định đánh quẹt thổ địa sao? Để gì? Đó, có để gì? Trời ơi, thổ địa coi dám được ra hả? Còn cái lưỡi, trời ơi, đánh cái đầu luôn, đánh tướng, 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 tướng. Cái mã tấu này đâu phải cái dao này đâu ơi. Nó lấy cho chồng kìa. Nó lấy cho chồng chém mày quay cầm cái lưỡi đúc chém vào. Chém nha. Méo cái thân con bên. Cái chuyện gì vậy? Cái đầu nó chém chết mẹ tao hay gì. Thôi để ở kiếm được coi chứ ăn xuồng về bằng. Thôi chưa xong thôi đi ơi. Ơi, vô. Rồi rồi về hả? À, chết là gì? Lý Tư Long nhập tao nha. Lý Tư Long. Trời ơi, nhẹ nhẹ chết tướng bộ nhà. Bộ nhà. Bộ nhà. Chết thâu địa. Trời ơi. Chết bà nội mày chết. Thâu địa chuyển qua giai đoạn chửi lộn mà bà con. Có 50.000 đồng bạc. Đánh như con. Thôi thôi. Đấy, nhà phấn ăn thu, chủ yếu 20 nghìn. Không, không nhấn ra ra chỗ. Một đô hồ tiếu nhà phấn hồi nãy. Cái ông thầy chùa. Ai? Thầy chùa Chính Thiên. Thầy Chính Thiên, đánh đại ăn trả. Trời ơi, thầy bao hả? Đánh. Đánh kiểu này, sao không bệnh hậu tao con liền. Trời ơi, trả kìa. Đôi kìa. Tôi đem nó trả, tôi đem nó trả. Trời ơi. Trời ơi, để vậy mình lấy được cái đao rồi, giết luôn. Nghĩa lộ. Ờ, chết đây đi. Đại diện, đại diện. Thôi, thổ địa. Thổ địa ra, lấy lại cái đao được rồi. Mày cái dao. Mày lục, cái dao lục chết. Chết ốc, chết ốc. Ôi, trời ơi, con ba này không dữ quá. Thôi, thôi. Đó, chém thổ địa ơi. Hay quá. Phục thổ địa đánh trúng rồi. Nãy giờ không tới giờ trúng rồi. Trời ơi, mày cái dao lục chết. Chém thổ địa, chém. Chết nè, chết nè, chết nè, chết ông, chết ông, ơi, chết ông ơi, chết thổ địa ơi, trời ơi, hai cái hộp, chạy tới đường cổ, rồi chạy xuống,
đệ nhị. Diễn ở đây đi. Trời ơi, hay quá. Đó, võ công của đệ nhị mình. Khóa tay nó cho chết luôn. Bên kia khóa tay kia luôn. Trời ơi, bẻ tay. Lấy cái đầu, chặt đầu luôn. Ôi, trời ơi, vậy mà còn sức để né được nè. Trời ơi, con ma hoàng này nó dai kìa. Ừ, giờ tưởng nó bỏ chạy ra lúc một thế ha. Thôi đẻ, thôi đẻ. Trời ơi, trời. Đại ca. Ngày nào Hoàng Nguyễn mới để đây đại ca đi. Tối ngày kiếm quyệt đánh thiệt nè. Đánh của ngài chết thiệt nè. Thôi nào Hoàng Nguyễn. Vô đây chặt đầu đi. Chị đẻ lôi đi vô đây. Thôi đẻ, thôi đẻ ơi. Thôi đẻ, cao gậy đánh không có tôi. Đánh gì đi. Đúng rồi. Trời ơi chạy tới cổ rồi mãi rồi. Trời ơi, nhờ chạy xuống đừng mốt chơi gì chết thiệt à. Mời thổ địa gia gia lãnh thổ ông cai quản vô kiểm tra lần cuối. Còn con nào lâu lại chặt đầu ở trên để làm lễ. Còn ai còn không? Hả? Hết hả? Hết rồi. Ê, không sao. Mày ơi, một con tiểu yêu không ai mẹ con này em hút. Rồi, hai bạn nhỏ đến từ trường võ thuật Cà Mau. Biểu diễn cho bà con xem về được thôi. Có bạn nhỏ mình ở bên đây. Nhỏ mình lùn nhỏ con hơn không sao đâu, nhỏ con cao hơn không sao, bà con sợ đó. Trời ơi, nhỏ là có học võ rồi, học ngoài Cà Mau á, giết thương bạn nhỏ, à hoàng lớn nhỏ gì hết hết luôn. Trời ơi, giả đòn, nó giả đòn ghê quá. Trời ơi, ơi bạn nhỏ mình nó nhỏ con hơn, hay quá. Bạn nhỏ mình lẹ quá. Giết luôn bạn nhỏ ơi. Tiêu diệt luôn. Ơi. Đó, giết đồn nữa rồi. Trời ơi, hai đồn. Thôi ơi, làm gì cho tiền hả trời ơi. Trời ơi, cho tiền. Rồi thấy nhỏ đánh cho tiền đánh hoài nữa đâu. Trời ơi, tham luôn ma hoàng, tham thấy sợ lấy hết trơn. Trời ơi, nhỏ có tiền qua phà lấy hết trơn rồi. Nhiệt rồi. Trời ơi, giỡn mà tham xuyên tắt thở luôn. Thôi đi anh. Trời ơi, quên đi, trời chết nhỏ. Trời ơi, đánh nó nguyệt nữa, ổn nguyệt lên, đánh đi nguyệt rồi, chết nhỏ sao. À, mà gì mà nó chưa. Ờ, con ma hoàng nhỏ này nó chưa sao. Trời ơi ơi, còn trong này yêu quái giống chân vậy gì? Hai chục ngàn nữa. Còn ấy cái gì xuống sụp lên cái xuống trời ơi hết là thổ địa ơi hết thổ địa ơi 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 trời ơi nó không dữ quá bên kia con đâu kìa trời ơi chết thổ địa ơi trời ơi tự vệ thầy thổ địa bụng thầy trời ơi lên giết thổ địa hay quá để ta mới sao rồi gãy cây lắm có ta đệ bà con yên tâm một đánh bờ luôn. Trời ơi, đệ tam ơi, ở sau lưng, trời ơi, chết rồi, trời ơi, cái bình luận,
một đánh ba luôn bà con thấy không? Bà quân tướng sĩ đạo hò. Dạ. Sau khi tiêu diệt yêu quái xong, các ngài mà nó phò lên cổ màu lên. Quan à? Gì đó vậy? Trời ơi, trời quỷ đâu cả đống cái trời, tính đâu hết rồi. Nhận coi đừng có bận dối. Dạ. Hết chỉ là mấy tiểu hiệu tò đâu đến đây. Quỷ trời, bà là ẩn náu mày dành hôm nay mày đến làm gì? Nghe cái lội hiêu quấy mày cướp đoạt thức quan lại. Thì sao? Thấy cái lội xuất hiện. Nghe coi lại, từ đâu đến? Đến nơi này để làm gì? Đó. Tạm xung danh và người được biết. Tên gì mà nói? Chính ta đây mới là chúng hóa động đó mà. Chúng hóa động mà hoàng nãy giờ nó còn nút ở bên trong. Chưa chết sao? Từ đâu đến? Ta thẳng náo thủy liêm động. Tại sao nó mở thủy liêm động? Đến nơi này để làm gì? Ta được lệnh của gia chủ về đây bảo chạy một quan tài vô giá. Lâu! Nếu anh em nhận cấp được chiếc quan tài. Đó là nhiệm vụ của anh em ta. Thì anh em ơi đã thắng. Giỏi lắm. Hôm nay là ngày tận số của tên chúa động ma hoàng. Khôn hồn thì ngợi khỏi mà động ma hoàng. Chặt lấy cái đầu của nó. Xích về nhà ông bảy kháng. Hầm củ cải muối chiều nhậu. Để cho để. Trời ơi, như vậy là còn con chúa động ma hoàng bà con cô bác đây. Con này tu 2500 năm trên núi đến thành tinh. Ơi ơi, nó lùng lùng nó nhỏ con mà kinh công nó cao dữ dội. Đánh lần nào cũng thua hết cho hết trời. Cẩn thận nghe phó tướng. Ôi trời ơi. Trời ơi, võ công cao quá, phun lửa ghê quá. Rồi bỏ sáng trời ơi. Chúa động ma hoàng chắc thấy phó tướng chưa phun lửa kiểu này bỏ trốn luôn rồi. Mỗi người nó không có trốn mà con. Ta đại dương của chúa động ma hoàng đây. Ông về ai đó. Ừ, ghét cái tên tướng, ừ, dỗ ngực kêu mạnh mẽ lên.
cam rồng lên coi. Rồi chắc tướng quạo rồi bà con ơi, chuyến này đánh thiệt nè. Rồi, yeah. Trời ơi, đứt chắc luôn. Yeah, trời ơi, đứt chắc lần hai. Rồi ơi. Rồi ơi, bà con ơi, cuốn bồn chắc tướng. Đâu đi ơi, chọn cái quạt ba biển cái trên cây nhỏ cây xanh xanh. Ờ cây dao đó đúng rồi, cây dao nữa không có coi trong cái lưỡi. Ờ vậy đánh nó còn cầm lưỡi không? Giờ cái dao đụng nhách nữa thôi chết rồi. Ơi ơi Hùng Vương bật lên coi. Không nổi. Bà con thấy cái bụng cỡ đó đâu cầm được. Ơi ơi chánh tướng giao cái đại đao cho khổ địa. Giao cái đại đao cho khổ địa. Khổ địa đánh lại đao chém đâu thì ơi mẹ con. Chém trên nóc nhà chứ gì ông nội. Trời ơi chém nóc nhà mà nó nằm nó gãy sống sống nở thở. Quá cây này. Chết mẹ mày con ơi. Trời ơi đánh vỡ cái nhà ta làm mười mấy năm nay. Rồi bây giờ đổ thừa. Phan nè. Sao vậy sao vậy? Phan nè. Cái vụ gì? Ê. Mày chém chó thì sao? Rồi ông nhát mà thôi chết tướng. Mày chém chết thì sao? Cho mày cái hàng. Đừng có hù ông nữa chết tướng ông nhát mà. Nhát cái đầu không sao cái nhát. Sao nhát cái đầu vô à? Nhát rồi nè. Ồ. Nhát rồi nè thấy không? Ồ nó thả không địa thấy không địa đánh dở thả nhát đầu vô. Tất cả đang bị chọt ấy. Đất này chọt vô. Trời ơi chỉ điểm thổ địa luôn rồi thổ địa thấy rồi quá tay. Quá tay thổ địa ơi. Cơ hội giết cái thổ địa ơi nó thả không nó giết đi. Đi gác đồng lên rồi quần áo rồi kéo lên cho cẩn thận nhé. Sao vậy ơi? Rồi 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 ẻo xuống sông rơi trong đô địa luôn. Tôi đã hết trơn rồi phó tướng ơi. Trời ơi tôi muốn chuyển cái dao phai á. Trời ơi dao phai á xong nhà ta lên cái dao chặt thật trong quên nó bỏ chạy lấy đâu có ta hả. Rồi lấy cái dụng kiếm ra dựng đi. Trời ơi, suối, trời ơi, bây giờ nó nóng lợi chơi giao thiệt rồi bà con anh. Nhưng nó chơi liều rồi, chú Đông Ma Hoàng không diễn đâu có được. Hay quá, trời ơi, té rồi kìa, chắc tốt, bữa giờ phải bữa giờ chết luôn. Chém, trời ơi, đỡ được, trời ơi, gãy tay rồi, chạy xuống sườn đi, xuống sườn đi. Không để bên trong người bóp xịt máu đầu, bể đầu, thổ địa, thôi, anh em không được. Thôi, trời ơi, xin ra cho mọi người. Chơi gì? Mày đạp thằng tướng tao, bị tai biến luôn mày. Của bữa có chắc tai biến gì không mà sao rung như vậy, chắc tướng sao rung như vậy nè. Này không phải tai biến mà tại nó ghiền ngủ. Trời ơi ông nội đâu có cốc rượu cho xin. Uống cốc cho bớt cung tay cái. Trời đất quỷ thần ơi. Bữa nay nó quách thiệt luôn rồi. Địa ơi, nãy với sườn giật rồi lên quách nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi nó đá hứ. Quách kiểu này sao mày không bình hậu đâu con mày liền. Tám trả thằng có 50,000 quách như con không rẻ. Biết kiểu này thì quách vé số một lời hơn. Rồi phó tướng con mẹ rồi. Chốt nhà sao cho đâu. Sao thấy bị đòn con tiếp chốt với ông nội. Hồn ai đi giữ chỉnh tướng đây. Để nhà còn một con vợ lớn, 3 con vợ nhỏ, 16 con chết ai nuôi. Chết ông bị khen ông nuôi. Tình hình sao cho tướng. Trời ơi ra con cái đầu anh có bị gì không. Chắc bị chấn thương sọ não hay gì. Máu nó chảy. Nó vô trong nó liền công rồi mà lấy cái đó làm gì vậy trời. Tiêu diệt chúa Đồng Ba Hoàng ác độc này trời ơi cái gì động đâu.
Trời ơi, có cái điện thoại mày làm ăn mà mày cũng cầm nữa rồi. Điện thoại này biết về tới Tây Phương không con? Trời ơi trời, 0919 909 0000 có. Trời đất quỷ thần ơi, mày điện cái điện thoại này chắc không gặp Tề Thiên đâu, gặp Võ Hoàng Yên á. Mày dở không cao lên coi, ông nào cầm cái thước bản này bấm điện liền được à. Dở cao cao lên coi chừng bắn sóng. Trời ơi trời. Điện lại quận nữa coi. Sắp kỳ vậy? Mày làm gì? Ê! Trời, điện thoại nó le lưỡi nó liếm. Thằng quỷ nhỏ nó ở dơ còn hơn con ở thằng chùa. Đâu? Trời ơi, bà vợ mấy kháng gặp cái chỗ trà quét nhà. Ông thầy chùa đi quýnh vại, bắt giới đi nhậu chìm chùa, quắt điện thoại đựng điện mấy mọi đó, điện thịnh. Trời ơi là trời. Chỗ chùa rồi đó, vợ cao cao lên. Trời ơi trời, cái điện thoại. Thôi ngủ giờ nghe ra điện thoại đâu con. Ai đây là ai gọi nhầm con mà đó. Con ơi sư phụ ơi. Ôi cái gì? Nó quanh quanh gãy xương sống luôn rồi, bét bét cái đầu luôn rồi. Sư phụ đang ở đâu? Tao ở ngoài nhà nhau tiếng khác nè. Ngoài nhà phẩm hả? Ừ. Làm gì ngoài? Đang ngoài nhậu với vợ tiếng khác. Trời. Có bắt giới không? Không, đang ngoài nhậu đi nè. Trời vô trong này chủ nhà để nhậu có tốn tiền. Bếp bếp đá là chết bằng cái ngày. Mới điện là ngoài nhà phẩm chạy vô chạy bộ nhâm thấy sợ. Ô có lão chưa sao? Trời ơi giận lão chưa thấy cái gì? Ông bộ đều thuê gái ham ăn mà giận tôi rồi với lời sư phụ tôi. Rồi vô hội phụ nữ bữa nào thấy mấy chị em mà đẹp đẹp cái sát vô bắt tay trời ơi mấy em bắt tay trời ơi rồi thôi rồi chịu nhão lòng không ơi trời ơi. Trời ơi, chảnh tu mấy ngàn năm anh chảnh xuống rồi, chứng nào tầm mấy rồi. Trời ơi, người đẹp thế này, chị em đẹp quá, chịu không nổi. Trời ơi, thôi, lão chân ơi, vô đây. Trời ơi, dê thẹo. Dẫn tu sư phụ rồi, đừng có dẫn ông theo, ông này ông theo hoài à. Cái gì? Trời ơi, trái cây hả? Ngồi ăn hả? Thôi rồi. Trời, ngồi mê ăn. Ơi, ủa, sao anh em có tao bắt đi vậy? Ai lấy? Ai lấy vậy? Người đẹp đó. Người đẹp đó ngoài sao thò tay lấy tới? Dạ, chứ không biết lại tao. Chết rồi. Chết rồi, sư phụ ơi, giờ nó không chưa theo chết rồi. Ơi, bắt chết. Ai mà đánh tay vậy? Kẻ nào? Không có ai đâu. Ông này chùa phải không? Mày chùa. Không có vợ. Bắt chết. Ai đã gì? Người phải không? Ngoại ơi, sao lưng ra? Ở đâu? Sao lưng kìa? Có ai đâu? Thôi đó. Thấy không? Không ai đang ngụt ngặt đấy à? Ơi, nhìn như vậy chết rồi, lo bê ăn không? Ơi, tôn sư phụ ơi, cứu lão chư nó nện, lão chư nó chết liền, sư phụ ơi! Ơi. Cái cây có đệ dần như mình. Tôi kìa đó, chúa đồng hoàng trời ơi. Cái gì cặp đá của nó đang không? Chúa sẽ cắt đồng nhau, đúng rồi, cắt đồng nhau. Diệp lão chư. Diệp lão chư. Trời ơi, hay quá. Nhẹ nhàng, trời ơi, đánh được chiêu một nhẹ nhàng. Mời con sư phụ ơi. Thôi chết cho chưa rồi. Trời ơi, ở đâu mà gấp chùa luôn vô thức nhạc vậy? Đỡ không lên coi là con sư phụ ơi. Ngồi qua bên đây lão chân ơi. Có chú động mà còn này ông luôn mà không đổi đâu. Con sư phụ nhanh lắm. Mời ngồi. Cẩn thận nha con sư phụ.
Thôi đạp trong sư phụ bật mỡ luôn. Đó đó, chúa Động Ma Hoàng nó giết giùm đi sư phụ tôn. Giết đi sư phụ ơi, giỡn rồi, hay quá. Đó, lấy được một cây đúc thêm rồi. Còn một cây nữa, thanh thông luôn đi con sư phụ. Dạ. Chưa chết nè, gặp con sư phụ rồi, dám giỡn mặt nha. Rồi thôi, giết con lợn chứ, chiêu không thể. Ơi ơi, hay quá. Hay quá, lợn chân ơi. Yêu thiệt luôn chứ ơi. Tha mà đạp. Đạp rồi, đạp rồi, bể bụng, bể bụng. Ê, nguyện, chúc chú nguyện. Đó, trời ơi, lúc cái sân luôn mà học chắc. Bắt chết, bắt chết. Trời ơi, lúc cái sân luôn rồi. Rồi, hơi cái đít rồi, không ngồi được rồi. Ở tỉnh lúc xanh luôn. Sư phụ tôn, chăm sự nhờ con sư phụ. Ôi, trời ơi, nó bóp cổ con sư phụ luôn. Còn chứa Động Ma Hoàng này nó giữ thiện thành tâm rồi. Sư phụ tôn ơi, giết nó đi, giỡn mày. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Ôi, sao không chú Động Ma Hoàng tắt quay ra quái đáp này. Chặt đầu nó đi. Sao? Chặt đầu mà cũng gửi đến nó sao? Hồng ăn luôn hả? Nước đá gì đâu chứ? Nước đá lạnh. Trời ơi, nguyên ca đá lạnh. Trời ơi, ngồi đây. Cái gì? Cái gì? Tổng bộ cái cục đá nó lớn dưới đường cậu đó đó. Trời ơi, nội nó bốc cùng lưng với răng lên nó tổng cục. Trời ơi. Thôi chặt đầu đi. Trời ơi, chặt đầu được rồi. Trời ơi, trời ơi, dép lào nó dài cả thước. Chết rồi. Nhẹ nhẹ. Rồi, rồi, anh liệt kì đi. Trời ơi, anh em không đánh thiệt rồi. Trời ơi, anh lộn mà ông nội lâu chân này. Chết hả? Thật mèo rồi ha, chặt đầu luôn chân luôn. Đấy, sao đánh bộ nhà? Nhạo Nguyễn Đệ Đồng Quang xin phép các tham gia hiến quý cho toàn đội được bái quan lại kiếp tinh thủ của ông cụ Lê Văn Quân bảy quân đôn đốc lại sau cùng. Toàn đội chú ý chuẩn bị bái quan nghỉ nghi bái quan nhất bái. Của gia đình Tam Quý thì giờ này chúng tôi xin phép được đồng và di quát tiếng kêu kết nghĩa đầu hôm nay ta có đôi lời cạn tỏ cùng huynh đệ. Nhập gia nội nào đâu chuyện dễ. Cổ quan tài nặng cả ngàn cân. Khuyên anh em hết giả hết lòng. Bò lên cổ tán an. Cha đi rồi, cha ơi, sao đi quá vội. Nhà mình giờ còn con với mẹ. Em gái theo chồng, nghe tin buồn lòng, khóc đứng khóc ngồi. Nay thành mồ côi. Cha chẳng còn về như những buổi chiều, mẹ vẫn ngồi chờ bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dại dầu
hun hút mắt sâu, một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm úp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha diều, nay trời gió thổi buồn thiu, tiếng cha đi ngày nắng ta con về, chân bước liêu xiêu, con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy, nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi. Kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con, ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Đời ai cũng trải qua sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha diều, nay trời gió thổi buồn thiu, tiếng cha đi ngày nắng ta con về, chân bước liêu xiêu, con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy, nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi. Kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con, ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con, ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi